quay vậy không chào? Không quay mình phải nói chị ơi. Nói cái tít cái anh em nghe. Cứ chào chào chị em bán em chào hoàng viên xanh tại Tết chị. Đợi chút xíu cho chị liên hệ với các bạn bán hàng xanh, chị sẽ cho em info của bạn đó, chị sẽ cho em tin tư của bạn đó. Rồi vô đó em mua nha, có hương da quá thì xài mà nó không đẹp da mà hương da qua tiếp chị lại nha. Em follow chị rồi, chị biết rồi, chị, hai đứa chị mình là bạn bè với nhau rồi đó mọi người. Mọi người khi là bạn bè mọi người cứ bình thường lên thì nó sẽ hiện như bạn bạn bè. Chúng ta là bạn bè với nhau, mới là bạn tốt của nhau. Chúng ta sẽ là bạn bè của nhau. Mọi người follow chị nhớ bình luận xong rồi chị mới thấy là cái nick của mọi người chị follow lên nha. Cái mấy đứa follow xong rồi mấy đứa bình luận chị không có biết được chị không lên lại đâu. Mệt mỏi quá. Ở chỗ em không có chỗ nặng mụn. Mà mặt em mụn mà không có sáng không. Vậy luôn á hả? Mọi người nhớ mình nhận nha. Chị thấy em, chị thấy tụi em thì chị coi vô mắt luôn đó. Spa chị gửi thôi vậy chị gỡ vào mắt đi thôi. Bình đang chuẩn bị có bạn tình nguyện gì chị. Tình nguyện gì chị đi chị thôi. Chị ơi bị thâm cho nặng mụn mình sẽ khóc nặng để chút. Để cho khóc nè. Chị là muốn mình thích sẽ thay hai thanh chị cùng năm người đó. Ở khúc đối diện siêu thị y mắt của mọi người xong rồi cái bước mà y mắt sáng xong rồi mình sẽ tiếp nè mát xa đầu cho mọi người, mát xa đầu cho thương thái đầu óc lại nãy giờ nó bị đau rồi mình sẽ mát xa đầu cho nó giãn cơ ra rồi giãn cơ ra nhẹ lúc đấy em. Follow em đi chớ em không nhắn tin cho chị được ok nha. Bây giờ chị follow nè. Cụm cám ở mũi làm sao khắc phục được chị ơi. Đẩy ra chết chịu nắm lên đây em. Với lần coi cái sự rửa mặt của em ở nhà. Nó có khô quá không? Nó có làm cho em đổ dầu quá không? Nếu mà đổ dầu quá thì em đổ sự rửa mặt.
Ngồi trong nhà vệ sinh cắt luôn đi cho nó đỡ. Tội nghiệp con bé. Ít cười. Ôi kìa, nó cười nó rung cái điện thoại kìa. Cái gì bị nghiệp hả? Ê, đang quay video nha. Hạnh làm đi. À, chị sẽ thông báo trên trang nha mọi người. Thì mọi người lên trên trang Hana Spa Clinic đó, trên Facebook đó. Xong rồi theo dõi đi, chị sẽ thông báo trên trang là cái tay chị có làm hay không nha mọi người. Ok nha. Đây tới tay còn mấy ngày nữa. Ủa tới tay rồi thứ mấy à? Thứ bảy. Ủa thứ bảy hả? Ừ. Thôi làm tới tay đi, qua tới tay nghỉ mọi người. Ờ làm tới tay đi. Làm cho mọi người. Chứ không thì chủ nhật làm thế mẹ luôn. Làm nha, tôi chỉ vẫn làm bình thường nha, không có nghỉ ngày nào hết trơn á. Qua tới tay chị mới nghỉ nha. Ok, mọi người nha. Rồi, bye bye mọi người. Bình tâm có phải là hướng chị mình cứ nhắn tin cho chị cái giờ rồi đi qua thôi nha mọi người. Cho chị cái giờ rồi đi qua đây. Thì thường bên chị là sẽ không có ý là đặc lịch thì đặc lịch có những cái
điều chỉnh là mất bao nhiêu phút vậy hả? Khoảng phải hơn một tiếng đồng hồ, nhưng nếu mà một ít thì tầm cho một tiếng và một liền đó thì giảm giảm một chút xíu nữa, nó sẽ lâu lâu hơn chút xíu, tùy là cái mật độ mụn của em bao nhiêu nữa, tùy là mật độ mụn của em bao nhiêu nữa. Nhưng mà thường là rửa mặt tầm 10 phút, lấy mụn tầm 30 phút. Còn mấy cái mà đắp mặt nạ 20 phút, chạy một chút, rồi đứng 5 phút. Thật luôn á. Càng quay video nhiều thì bông sẽ càng tốn nhiều. Mát mát không? Chị. Thấy nó mát mát trên cái tai không?
cái gì vậy trời. Mình nói chuyện một mình mà giống như kiểu bàn chửi nhau với ai dưới luôn trời. Em đi lần này là xong rồi, em đi về quê luôn đúng không? Qua được không? Ngày 10 mới về. Ngày 10 mới về hả?
nó chặt tay xuống một phát này, ụp mặt vào mặt khách kia, cười chết luôn á. Thử ụp vô coi có cười không. Tưởng tượng là thấy mùi rồi. Đúng rồi, mình phải cười cho nỗi đau của người khác mới vui chứ. Không có tội miếng nào luôn á. Trời ơi. Ok. Đây, này.